Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày. Quý vị thân mến, mỗi buổi sáng thức dậy, bạn thường làm gì đầu tiên ạ? Còn với tôi thì tôi sẽ uống ngay một cốc nước. Việc duy trì thói quen uống nước vào buổi sáng là điều rất tốt. Một ly nước uống sau khi thức dậy buổi sáng sẽ giúp bạn thanh lọc cơ thể, bổ sung nước, dinh dưỡng cần thiết. Tuy nhiên, có được điều đó hay không thì còn tùy thuộc vào loại nước mà bạn uống là gì nữa nhé. Ví dụ như bạn chọn nước ngọt có ga, nước đá lạnh hay là trà đá đã để qua đêm thì không những không thể đánh thức cơ thể mà còn khiến chúng ta mệt mỏi hơn rất nhiều nữa đấy. Vậy nên trong video ngày hôm nay, Ngọc Anh sẽ chia sẻ với quý vị một loại nước uống rất tốt cho buổi sáng, giúp chúng ta khỏe khoắn, tỉnh táo và trẻ trung hơn mỗi ngày. Đặc biệt nguyên liệu để pha chế nên loại nước này cũng cực kỳ đơn giản và dễ kiếm. Hãy cùng Ngọc Anh tìm hiểu về loại nước thần dược của buổi sáng ngay sau đây nhé. Các bạn thân mến, loại nước mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là nước gừng. Gừng là một trong những loại dược liệu vô cùng thân thuộc trong cuộc sống hàng ngày, giúp chữa được nhiều bệnh trong cơ thể. Thế nên trà gừng và thuốc sắc gừng nóng rất được ưa chuộng. Bản thân củ gừng cũng có nhiều tác dụng rất tuyệt vời, chẳng hạn như chống oxy hóa, chống nôn, kháng viêm, thậm chí là ngăn ngừa bệnh ung thư. Để pha trà gừng kiểu truyền thống, bạn có thể đun một mẩu gừng tươi trong nước. Nếu muốn giải độc cơ thể khi bị cảm, hãy chọn hỗn hợp gừng, nghệ và mật ong để làm dịu các triệu chứng bệnh. Bạn cũng có thể giải độc bằng một tách trà gừng pha mật ong và chanh. Chỉ trong vòng vài phút là bạn đã cảm nhận được lợi ích của tách trà gừng thật thơm ngon. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng tìm hiểu nước gừng nóng có tác dụng gì cho sức khỏe của bạn. Công dụng đầu tiên đó là hỗ trợ tiêu hóa. Khi ăn quá nhiều đồ ăn có tính hàn, bạn sẽ dễ mắc phải các căn bệnh liên quan đến tiêu hóa như buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy. Lúc này, nếu có sẵn gừng trong bếp thì bạn có thể tận dụng nguyên liệu này để giảm nhanh cơn khó chịu mà không cần phải mua thêm thuốc. Uống một cốc nước gừng nóng sẽ giúp cho cơ thể bạn tăng quá trình vận chuyển thức ăn, giúp tiêu hóa dễ dàng mà không gây co thắt quá mức. Ngoài ra, enzyme có trong gừng còn có tác dụng phân hủy protein thành các amino acid, loại bỏ chuỗi peptide lạ, chống dị ứng thức ăn. Công dụng thứ hai là chữa đau lưng. Như đã đề cập, chất prostaglandin trong gừng có tác dụng ức chế hoạt động của các chất gây viêm nên có thể làm dịu đi cơn đau nhức. Dùng nước gừng nóng chườm lên vùng lưng sẽ giúp cho cơ bắp của bạn được thư giãn, máu huyết lưu thông và giảm đau hiệu quả. Cách làm vô cùng đơn giản như sau. Đun nước gừng đến sôi rồi cho thêm muối và giấm ăn. Tiếp đó bạn dùng khăn ấm thấm dung dịch trên rồi đắp lên vùng cần điều trị. Với phương pháp này, bạn có thể thực hiện mỗi ngày để đem lại hiệu quả cao nhất. Công dụng thứ ba là giúp ổn định huyết áp. Magie, kẽm và kali có trong gừng giúp cải thiện quá trình lưu thông máu, đồng thời giảm các tác động xấu đến hệ tuần hoàn, từ đó tăng cường sức khỏe cho tim mạch. Đối với bệnh nhân huyết áp thấp, gừng là vị cứu tinh thần kỳ giúp họ ổn định huyết áp hiệu quả. Giã dập gừng tươi rồi đun sôi, lọc cặn. Sau đó lấy phần nước gừng nóng, ngâm chân trong khoảng 15 đến 20 phút, bạn sẽ thấy hiệu quả bất ngờ. Dung dịch này sẽ thông qua các huyệt đạo ở lòng bàn chân, đi vào bên trong, làm giãn nở huyết quản, từ đó giúp bạn ổn định huyết áp. Công dụng thứ tư là chữa bệnh đau nửa đầu. Kiểu đau nửa đầu thường gây cảm giác dao động mạnh trong óc, phổ biến là một bên, nhưng cũng có khi cả hai bên đầu. Những người bị nhức đầu kiểu này thường buồn nôn, có khi nôn hoặc không và khá nhạy cảm với ánh sáng mạnh cùng với tiếng ồn. Nguyên nhân của đau nửa đầu là do thành mạch máu và các tế bào thần kinh xung quanh não bị xương tấy. Để giảm bớt cơn đau, bạn có thể sử dụng gừng. Gừng có chứa prostaglandin, có tác dụng kháng viêm, giảm đau nhức hiệu quả. Để giảm nhanh cơn đau nửa đầu, bạn có thể thấm hai bàn tay vào trong nước gừng nóng rồi nhẹ nhàng massage vùng đầu bị đau. Sau 15 phút, đảm bảo cơn đau sẽ dịu đi nhanh chóng. Để chữa trị lâu dài, bạn nên đun từ 500 đến 600mg gừng với nước rồi uống khi lên cơn đau. Lặp lại việc làm này trong 4 giờ một lần, bạn sẽ thấy tác dụng giảm đau sau 30 phút. Thực hiện liệu trình này trong 4 ngày liên tục, sau đó ăn gừng tươi mỗi ngày. Kết quả bạn nhận được sẽ là chứng đau nửa đầu nhẹ hơn, tần suất thưa dần và mất hẳn. Công dụng thứ 5 là ngăn ngừa lão hóa. Ai trong chúng ta cũng sợ già, sợ cơ thể bị lão hóa. Vì vậy mà ai cũng tìm kiếm những phương pháp làm đẹp để đẩy lùi lão hóa hiệu quả.
Trong đó, việc ăn uống có thể giúp bạn xua tan nỗi lo về tuổi tác bằng cách bổ sung những thực phẩm chống lão hóa. Trong đó, gừng là một nguồn vitamin và khoáng chất dồi dào với các loại vitamin như vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B9, vitamin C cùng canxi, sắt, magie, kẽm, kali và phốt pho. Những dưỡng chất này là người bạn thiết yếu của cơ thể, giúp bạn ngăn ngừa mọi sự lão hóa. Sự lão hóa của cơ thể không chỉ thể hiện ở làn da mà còn tiềm ẩn bên trong các tế bào. Vì vậy, ngăn ngừa lão hóa là một việc làm thiết thực giúp bạn tránh xa các căn bệnh mãn tính như ung thư, viêm khớp và Alzheimer. Công dụng thứ 6 là giúp điều hòa thân nhiệt. Đây là tác dụng đã quá quen thuộc với mọi người vì mỗi khi cơ thể bị lạnh, người ta sẽ chọn nước gừng nóng làm giải pháp. Quả thật, khi loại nước này đi vào trong cơ thể, chúng sẽ kích thích trung tâm vận mạch, cường tim, giúp bạn giảm lạnh từ bên trong. Ngoài ra, gừng còn có tác dụng tăng tiết mồ hôi, làm giãn nở mạch máu, nên đặc biệt hữu dụng cho người đang bị sốt và cảm cúm. Trong trường hợp cơ thể bạn đang khỏe mạnh, bạn có thể uống nước gừng mỗi ngày để tăng cường sức đề kháng và phòng ngừa những căn bệnh xảy ra. Công dụng thứ 7 là trị sâu răng. Theo nhiều chuyên gia, sâu răng là một trong những tình trạng sức khỏe của răng miệng phổ biến nhất trên thế giới, đặc trưng bởi các lỗ hổng hình thành trên bề mặt hoặc thân răng khi lớp men răng bị ăn mòn bởi nhiều yếu tố khác nhau. Trong đó, vi khuẩn và vệ sinh răng miệng kém là hai nguyên nhân thường gặp nhất. Vì vậy, để đẩy lùi những cơn đau do sâu răng, bạn hãy sử dụng gừng. Chất trong gừng có tác dụng chống oxy hóa, ức chế hoạt động của các chất gây viêm. Nhờ vậy, khi bạn gặp phải cơn đau răng, hãy sử dụng nước gừng nóng thường xuyên để phòng và điều trị căn bệnh khó chịu này. Mỗi ngày, bạn dùng nước gừng nóng để súc miệng vào buổi sáng và buổi tối. Việc làm này giúp cho men răng của bạn được bảo vệ khỏi những vi khuẩn gây hại. Cơn đau răng nhờ thế cũng giảm hẳn đi. Nếu cho thêm một ít muối, nước gừng nóng sẽ trở thành dược liệu chữa viêm nha chu vô cùng hiệu quả. Quý vị thân mến, nước gừng từ lâu đã được xem là thức uống mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhưng chỉ khi uống nước gừng đúng cách mới phát huy được hết công dụng tuyệt vời của thức uống này. Nếu uống sai cách thì việc phản tác dụng có thể xảy ra, gây ra nhiều triệu chứng nguy hiểm đến sức khỏe. Vì vậy, để tránh những điều đó, bạn hãy lưu ý những nguyên tắc mà Sống Khỏe Mỗi Ngày giới thiệu dưới đây để tránh khỏi những sai lầm nhé. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Những nguyên tắc khi uống nước gừng cần ghi nhớ, kẻo rước thêm bệnh vào người. Đầu tiên, không dùng vào buổi tối. Nguyên tắc hàng đầu để uống nước gừng đúng cách. Trong y học cổ truyền và cuộc sống hàng ngày, gừng được sử dụng rất nhiều. Uống nước trà pha từ gừng có tác dụng giải độc, ôn trùng, tiêu đàm, hành thủy. Khi đi vào trong cơ thể, nước gừng sẽ tạo cảm giác cân bằng và thoải mái. Ngoài ra, trong loại thức uống này còn có cineoli, một chất giúp giải tỏa căng thẳng và giảm nhức đầu. Vì vậy, khi mất ngủ, gừng là một trong những lựa chọn tuyệt vời nhất. Xong, nếu uống hoặc ăn gừng vào ban tối sẽ gây ra phản tác dụng. Việc mất ngủ sẽ còn kéo dài và trở nên nặng hơn. Do vậy, bạn hãy chú ý, chỉ nên dùng nước gừng vào ban ngày mà thôi. Thứ hai là người mắc bệnh gan không nên uống gừng. Gừng có vị nóng rất gắt, khi pha thành nước thì vị này vẫn không thay đổi. Khi uống vào, lồng ngực ngay lập tức bị nóng lên. Việc này không tốt cho những ai bị bệnh liên quan tới gan. Những ai bị gan nhiễm mỡ, ung thư gan, viêm gan tuyệt đối không nên uống nước gừng. Nguyên nhân là các tế bào gan của họ đang trong quá trình kích thích. Nếu sử dụng loại thức uống này, chúng sẽ bị hoại tử, làm cho tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn. Thứ ba là người bị sỏi mật nên tránh dùng nước gừng. Tương tự như gan, bệnh sỏi mật cũng sẽ diễn biến tệ hơn nếu sử dụng nước gừng. Nguyên nhân là do tính chất cay nóng của gừng sẽ làm các viên sỏi bị mắc kẹt trong túi mật. Uống thuốc không thể tiêu hoặc không đẩy sỏi ra ngoài được. Nếu không muốn phải phẫu thuật để lấy sỏi, bạn phải cân nhắc hết sức kỹ lưỡng khi uống nước gừng. Thứ tư là không uống nước gừng trong nửa kỳ cuối khi mang thai. Khi mang thai, phụ nữ thường có các triệu chứng ốm nghén như buồn nôn, đau đầu, tiết nước bọt. Sử dụng gừng có tác dụng làm giảm đi các triệu chứng trên. Tuy nhiên, đó là thời gian đầu của thời kỳ mang thai. Nhưng bạn không nên ăn quá nhiều gừng trong giai đoạn đặc biệt này, bởi khi mang thai, cơ thể bạn dễ bị táo bón, mà gừng thì cay nóng càng làm cho bệnh tình thêm nặng. Ngoài ra, gừng cay nóng gây ra co bóp tử cung mạnh.
nên trong giai đoạn 3 tháng đầu và 3 tháng cuối của thai kỳ dễ làm ảnh hưởng tới em bé, gây ra sẩy thai, đẻ non. Với kỳ cuối, gừng phải được hạn chế đến mức thấp nhất vì nó có thể làm tăng huyết áp, gây nguy hiểm cho thai phụ. Trong thời gian cho con bú cũng vậy, gừng sẽ bài tiết vào sữa mẹ và gây ra triệu chứng mất ngủ ở trẻ em. Thứ năm là thân nhiệt cao, không được uống gừng. Khi nhiệt độ cơ thể bạn đang cao, uống nước gừng sẽ càng làm cho nhiệt độ tăng cao hơn. Những ai đang bị sốt cao cần tránh uống nước gừng. Với những trường hợp sốt vì cảm lạnh, chỉ sử dụng gừng sau khi nhiệt độ đã hạ thấp hoặc đã được đẩy ra khỏi cơ thể. Còn đối với trường hợp sốt vì virus nhưng nhẹ thì có thể sử dụng. Thứ sáu là bị phản ứng thuốc, không được uống nước gừng. Ngoài các trường hợp trên, các tác dụng phụ khác hoàn toàn có thể xảy ra. Khi đang uống thuốc, bạn tuyệt đối không được tự ý sử dụng gừng. Tốt nhất, hãy hỏi ý kiến của bác sĩ chuyên khoa về việc uống nước gừng. Họ sẽ đưa ra giải pháp an toàn nhất cho bạn. Thứ bảy là người bị viêm loét dạ dày, không được uống nước gừng. Gừng rất tốt cho sức khỏe, nhưng khi bạn đang bị viêm loét dạ dày thì không nên ăn gừng, bởi vì gừng có tác động mạnh mẽ đến niêm mạc dạ dày, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Khi bạn đang bị kích ứng niêm mạc hoặc có vết loét, sử dụng gừng sẽ kích thích thêm quá trình này, khiến cho dạ dày bị quá tải, dẫn đến tổn thương nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta. Thứ 8 là người bị trĩ và xuất huyết nên tránh nước gừng. Trong thành phần dinh dưỡng của gừng có tính nóng rất mạnh, vì vậy nó có thể làm vỡ các mạch máu, gây nguy hiểm tới tính mạng của bạn. Vậy nên, với những người có tiền sử rối loạn chảy máu như chảy máu cam, chảy máu tử cung, bệnh trĩ thì tuyệt đối không nên ăn gừng để tránh tình trạng bệnh thêm nghiêm trọng, dễ rơi vào nguy kịch. Và cuối cùng, thứ 9 là người huyết áp cao, bệnh tim cần tránh nước gừng. Với những bệnh nhân đang mắc bệnh huyết áp thấp thì gừng là một loại thực phẩm vô cùng tốt. Nhưng nếu bạn đang bị mắc bệnh huyết áp cao hoặc bệnh tim mạch thì không nên ăn gừng hoặc uống nước gừng. Bởi vì gừng có tính chất cay nóng, khi bạn sử dụng sẽ khiến cho bệnh tình thêm nặng và nó có thể gây vỡ động mạch, dẫn đến tai biến mạch máu não, nguy hiểm đến tính mạng. Quý vị thân mến, như vậy Sống Khỏe Mỗi Ngày vừa giới thiệu tới bạn những nguyên tắc cần lưu ý khi uống nước gừng đúng cách. Hãy ghi nhớ để phát huy những công dụng của loại thức uống thần kỳ này, cũng như tránh khỏi những tác dụng ngược không tốt cho sức khỏe nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.